hay là ăn của cái một của em thôi. Thôi chị cứ ăn đi, hôm nào em mua cho. À, em có chị trò này hay cực. Làm sao? Chị chưa ăn kẹo này bao giờ nên chị không biết. Rút ra, rút ra. Đây đây, chị rút. Ôi my god. Ôi nhờ, nó mềm nhờ. Công nhận là ngon thật đấy nhờ. Đấy em suốt ngày được ăn kẹo này á, chị có dám mua đâu. Đợt này á cuối năm á, học giỏi á, học sinh giỏi về mua cho tiền mua kẹo đấy. Em dù chị từ ngày xưa. Ngày xưa nhưng chị không có tiền. Suốt ngày em mua cho chị á, chị ngại lắm đấy. Ngày em xưa đã... em có tiền. Ừ, kinh quá, Tết nhất đến nơi rồi, váy dạ áo dài áo ngắn kinh nhé, kinh đấy. Này, hôm nào cho chị mượn chị đi chùa nhá. Ôi, chị có nhận cái kẹo này ngon đấy. Này, chị không lỡ ăn đi, bởi vì à, nó ngon như này, ăn tiếc lắm. Ăn đi, hôm nay em mua cho chị ăn để cho mấy. Nói to lên đây bé chẳng nghe thấy gì đâu. Đây. Thôi cứ nói thì đừng đầu tai lắm. Hôm nào à? Ừ. Chị cứ ăn đi. Hôm nào em mua cho chị 5 cái kẹo này nữa. Hẳn 5 cái như thế này á? Đúng rồi. Hay là mình cứ ăn nhở? Hay ăn cái của em thôi. Làm sao? Mỗi một cái ăn đi. Hay là ăn của cái một của em thôi. Thôi chị cứ ăn đi, hôm nào em mua cho. À, em có chị trò này hay cực. Làm sao? Chị chưa ăn kẹo này bao giờ nên chị không biết. Rút ra, rút ra. Đây đây, chị rút. Ôi my god. Nó còn dài được thế này á. Ủa, nó vừa là cái tròn mà bây giờ nó đã dài như thế này rồi. Chị đi em ăn đi. Ngon thật nhờ. Ngon hết. Ui, em hay ăn lắm à. Chị chị nhìn lại. Này, em cắm cái gì? Ngon không? Ồ, hình tròn luôn. Ồ, kẹo này hay đấy. Ôi, kẹo này vã một tròn đúng rồi. Hôm nào nhớ mua cho chị cái nữa nhá. Ngon thế nhá. Ôi, nhưng mà kẹo này không dính em nhỉ? À, đây, em ăn đây này, chị ăn đây này cho. Chị á, à, đây là cái bánh quẩy. Chị thích ăn bánh quẩy à? À, chị ăn bánh quẩy. Ngon thế. Đây, 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 đây. Chị phải cắm que vào. Lại thành một cái kẹo bông hoa luôn. Hú, kẹo này hay như vậy. Đi về chị đi. Ngon không? Ngon nhỉ? Đi về. Về là cho em chị nó ăn mới. Nó chưa được ăn kẹo này đâu. Nó cũng như chị mà đã bao giờ ăn đâu. Ngon thế. Hôm nào có tiền mình lại đi mua tiếp nhá. Mẹ chị ăn cứ học giỏi là mẹ chị cho tiền đấy. Ừ. Nhanh, nhanh, nhanh. Ôi lại nhanh, đúng không? Chứ mình phải cắn. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem và ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.